sau đó lại học ngược lại, thân tủy xương gân thịt ra trong móng tóc, sau này tóc trong móng gân thịt gân xương tủy thận, tim gan lá rách phổi ruột, sau này ruột phổi lá rách gan tim, thận tủy xương gân thịt ra trong móng tóc, sau này cứ 1 đến 20 như vậy là 20 vòng lại đến 1, học ngược học xuôi, học xuôi, học cho thuộc như thế. Còn chưa kể đến là học còn phải học ngược học xuôi, nếu mà có người còn học kỹ nữa thì lại còn phải học mà phải bỏ quãng, ví dụ học cái quãng miếng tóc móng, xong lại da gân tủy, xong lại nông răng nông móng tóc móng, xong lại nông răng thịt xương thận. Cái cách đấy có nhiều cách học về quán ba la thị trường này. Cho nên là trước kia mà có những vị tam tạng đến xin một đề mục thiền quán, một vị thiền sư về bắt học suốt 4 tháng liền, chỉ có học khái niệm không, mỗi 32 thị trường này, cứ học đi học lại, học suốt 4 tháng liền. Học ngược, học xuôi, xong là học ngon, học tập, xong là để học bỏ cách quãng một từ học từ, xong này bỏ cách quãng hai từ học từ, xong cứ luôn phiên như vậy, qua học lại như vậy, học cho nó nhuần nhuyễn, học cho nó thuần thục. Thì lúc đấy bắt đầu mới đi vào thực hành nữa. Mười hai phần thuộc thủy đại, mật đạm bổ máu, mồ hôi, mỡ, mỡ nước, nước miếng, nước mắt, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. Cái này cũng phải học ngược, học xuôi học ngược. Mật đạm bổ máu, mồ hôi, mỡ, mỡ mồ hôi, bổ máu, đạm mật, nước mỡ, nước miếng, nước mắt, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. Đầu tiên là phải học cho nó thuộc ngược thuộc xuôi như vậy. Thường thường là các vị sa di, những người mà mới bắt đầu tập sự và chuẩn bị xin đi xuất gia, thường thường là hay được học cái này. Cái ai mà muốn trước cái ngày xuất gia là một thời gian là phải học cái này một thời gian thuộc ngược thuộc xuôi, xuôi ngược xuôi. Mình phải trong cái lúc cạo đầu là sẽ phải niệm 32 thị trường. Để cái người nào có đủ ba la mật để chứng đắc đạo quả ngay trong lúc cạo đầu. Vậy đã phải tu làm xong mình giác ngộ đấy nè. Học cái bài kinh này rất là hay, nó rất là quan trọng, vì cái kinh này chỉ có cái trong cái bài cái pháp tu này, nó chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật, không có người giáo pháp của các ngoại đạo này. Đầu tiên là học trên khái niệm, còn đến cái lúc thực hành thì bắt đầu mới quan sát đến cái màu sắc hình dáng của nó, học học tóc tóc nông nông móng 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 răng răng da 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 răng móng nông tóc tóc móng móng nông răng da răng móng nông tóc, cứ quán như vậy, quán đến đâu thì thấy tóc bất tịnh, nông móng răng da thịt răng xương thủy tập ngàn cột cột ngàn cột đau kịch vật thực phân não, trong người mà có hoàn cảnh thứ là xinh đẹp như thế nào. Thứ quán ngược quán xuôi quán ngược như vậy, quán để cho cái tâm của mình nó có thể thuần thục. Khi mỗi một khi cái tâm của mình hướng vào cái thân này, nó thấy luôn cả 32 cái thể trưởng là một cái đống ô uế, nhìn trong thân người khác nó là một cái đống ô uế bất tịnh, nhìn ai cũng chỉ là một cái đống ô uế bất tịnh. Vậy là tự nhiên mình thấy cái tâm của mình nó thản nhiên, nó tự tại, không có thấy ai là cao thượng, không thấy ai là thấp kém, ai cũng như ai một thân quế trượng thôi mà, không có ai là sinh, không có ai là xấu hết, ai cũng không thối như ai hết. Như vậy có được không? Đẹp ai cao thượng, ai hạ nghiệp đậm, ai giàu sang này, ai nghèo khó này cũng là cái thân thù thôi. Mặt đàn mũ máu, mặt đàn máu mũ máu, mồ hôi mỡ, nước mắt mỡ, nước nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu. Cái này các bạn quan đi quan lại như vậy.
Những cái này thì nó thuộc về chất nước, mật, nó cũng thuộc về nước, đạm, thuộc về nước, máu, mủ, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, nước miệng, nước cơ xương, nước tiểu, tất cả những cái này nó thuộc vào nước ấy. Những cái thân này thế, có những phần thuộc về đất, phần thuộc về nước. Bảy thiện xảo trong cái sự học, thứ nhất là học thuộc trên ngôn ngữ, đầu tiên là mình phải đọc ra tiếng để cho nó thuộc nào, tóc nó mong răng ra, da nó mong răng tóc, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại cho nó thuộc, thuộc lòng. Đầu tiên phải đọc thật to cho nó trong thuộc, sau đó là thầm nhập vào trong tâm, thuộc lòng vào trong tâm, nhập vào trong tâm, mới không cần đọc ra đầu nữa, mà trong tâm của mình thuộc nào, nhầm xong là bắt đầu mới tác ý đến màu sắc. Khi mà mình đọc đến tóc thì mình phải biết là tóc nó có màu gì, tóc màu đen hay là tóc màu trắng hay tóc màu vàng xanh đỏ. Nhưng mà mình niệm đến tóc thì mình nhớ được màu của tóc, hình dáng của tóc, mình hình dáng của tóc, sợi tóc, nhờ muốn hình dáng của tóc thì ai biết. Mình để ý đến các hình dáng của các cái sợi tóc, từ chân tóc hay đến ngọn tóc, hình dáng của tóc thì nó giống cái gì? Tóc nó giống cái gì? Nó giống sợi tóc. Tóc nào mà ngày nào mình chẳng nhìn thấy vậy, đấy là hình dáng của tóc, phương hướng của tóc. Nhưng mà trên thân mình thì chia làm hai hướng, một là hướng trên và một hướng dưới. Thì từ rốn mà nên là hướng trên, từ rốn xuống hướng dưới. Cái tóc này nó nằm ở hướng trên hay hướng dưới? Hướng trên, về phương hướng. Chú xứ là cái chỗ mà cái tóc, cái vị trí mà cái địa phận của tóc. Chú xứ, vị trí, cái tóc nó ở đâu? Tóc nó ở trên đầu, chú xứ của nó là trên đầu. Còn ranh giới của nó, cái giới hạn của nó là ở đâu? Cái giới hạn của nó tức là nó có ranh giới, tóc nó có ranh giới. Ví dụ như là cái phần chân tóc của nó thì là nó phải nằm từ trong da, tức là trong lúc mà quán về tóc là mình phải để cái tâm từ cái phần chân tóc, tức là mình phải hướng cái tâm vào bên trong cái da đầu để thấy được cái chân tóc. Đấy, và nên đến ngọn tóc thì ngọn tóc nó có cái ranh giới là từ bên trên tóc này, nó là cái gì? Bên trên tóc này nó là cái gì nữa? Trên tóc, trên đầu thì nó là hư không, không còn gì nữa. Vậy thì cái ranh giới của tóc là từ phần da đầu, phần bên dưới da đầu cho nên, và cái phần trên nó là hư không. Thế nó có cái ranh giới của nó là như vậy, cái gì nó phải có như thế, nó phải có ranh giới. Cho nên đây là bảy cái cách học thuộc lòng. Trong cái cách lúc mà học thuộc lòng chưa phải là lúc thực hành, mới là lúc học thuộc, mình đã phải nắm bắt được bảy cái phương diện này rồi. Thuộc lòng trên ngôn ngữ, tóc nó mong răng ra, thuộc xuôi thuộc ngược ấy. Không phải là chỉ có thuộc xuôi không, ra nó mong răng tóc, xong là đọc mình thẩm nhầm ở trong tâm, không cần đọc ra miệng, mà trong tâm mình có thể nhớ được tóc, xong là mới biết rõ từng cái màu sắc, tóc nó có màu gì, lông có màu gì, móng có màu gì, da có màu gì. Thế nên hình hiểu rõ màu sắc của tất cả các thân phần, 34 thân phần, thì không có cái gì nó giống cái gì hết. Cái này nó mỗi một thứ nó có màu sắc, hình dáng khác nhau. 31 thân phần, 32 thân phần, 32 thể trực trong thân thì nó không có giống nhau. Mỗi thân phần nó có một cái hình dáng khác nhau, hình dáng khác nhau. Phương hướng trên hoặc phương dưới, chú xứ, vị trí của mỗi một thân phần nó có cái vị trí của nó, và mỗi một thân phần nó có một cái ranh giới riêng biệt của nó. Đấy là bảy cái này mình cần phải nắm bắt được bảy cái khía cạnh này. Và đây là những cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy về 32 thể trược. 32 thể trược được Đức Phật dạy trong rất nhiều kinh. Kinh Đại Niệm Xứ trường bộ 22, nghĩa là ở trong cái Kinh Đại Niệm Xứ
nói về bốn cái pháp quán niệm ấy, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì kinh cái 32 thể trược này nó thuộc về cái gì? Thuộc về cái gì trong bốn cái niệm xứ ấy? Thân, thọ hay tâm hay pháp? Thuộc về quán thân. Kinh Tượng Tích Lục Trung Bộ trang 28, trong 40 bài kinh còn lại, 40 bài còn lại đều nằm trong kinh Trung Bộ. Trung Bộ trang 28, Trung Bộ bài 28, Trung Bộ bài 62. Giáo giới Rahula, Đức Phật dạy cho cả Rahula thực hành cái quán 32 thể trược này, thân phần này. Kinh Giới Phân Biệt, Kinh Giới Phân Biệt thì Đức Phật dạy cho một cái vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này đang trên đường đi tìm Đức Phật để học pháp, thì đang trên đường đi thì gặp Đức Phật. Thế là đêm hôm đấy vị nó nghỉ nhờ ở một cái nhà của một người Bà La Môn. Thì đêm hôm đấy Đức Phật cũng đi vào cái nhà người đấy và xin ở nhờ một đêm. Thế là người Bà La Môn mới sắp xếp cho Đức Phật ở cùng với một cái vị cư sĩ, một cái vị mà đang muốn đi xuất gia. Thế là đêm hôm đấy Đức Phật ngồi thiền, thế là cái vị kia cũng ngồi thiền. Sau khi xả thiền là Đức Phật mới hỏi là: này thanh niên, ông muốn đi đâu? Và thưa ngài, tôi muốn đi tìm Đức Phật để xin được xin được xuất gia. Và nếu bây giờ ông gặp Phật thì ông có nhận ra ngài không? Và thưa không, gặp ngài tôi không nhận. Thế lúc đấy Đức Phật bảo này: thế bây giờ hãy chú tâm, hãy lắng nghe ta thuyết pháp. Và lúc ấy Đức Phật mới thuyết bài pháp về cái thân tứ đại. Đức Phật chia sẻ cái thân tứ đại này. Cái thân này là đất, nước, lửa, gió. Đất gồm có những cái thân phần như là những cái gì cứng, mềm, trơn mịn, nhẹ, thô, nhá. Những cái gọi là cứng, thô, đất, mềm, trơn mịn, nhẹ. Những cái đặc tính của đất là như thế. Vậy thì trên thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, da, lách, phổi, ruột này. Tức là 20 cái thân phần này, Đức Phật kể ra nó thuộc về đất. Rồi là những 12 cái thân phận nó thuộc về nước. Rồi là có cái nó thuộc về gió, như hơi thở vào ra, gió trong ruột, gió trong bụng, gió tứ chi. Những cái nó thuộc về lửa, như là cái lửa nhiệt tiêu hóa, hay là cái lửa mà nó làm cho cái thân mình giá, lửa nóng sốt. Đấy là nó có những cái thân thuộc về đất nước, lửa, gió. Và hãy quán rằng nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thế Đức Phật giảng xong cái bài pháp đấy, để vị này hiểu rõ ra được cái thân này là thân tứ đại. Muốn để cho vị đó hiểu rõ được cái thân tứ đại thì Đức Phật đã dùng cái phương pháp là phân biệt các cái thân phần của thân, để cho vị nó hết cái chấp thủ vào cái thân. Sau đó là cho vị nó quán cả năm uẩn đều là vô thường, khổ, vô ngã. Thì nghe xong cái bài đấy thì vị này đắc đạo. Nó chứng đắc đạo quả thì bị nó mới biết đây là Đức Phật, thì nó mới hành lễ Đức Phật. Đức Phật nên bảo vị đó là đi kiếm bình bát thì về thật thọ đới rồi. Thì trong cái trên đường bị nó đi kiếm bình bát thì bị con bò nó hút chết. Vì nó cũng đã chứng đắc được đạo quả. Thì cái bài kinh này gọi là Giới Phân Biệt, Trung Bộ trang 140 thì sẽ có cái câu chuyện này. Kinh Thân Hành Niệm cũng là kinh Trung Bộ trang 119. Thân hành niệm nói về tất cả những cái pháp thuộc về niệm về thân, cho là những cái pháp thiền niệm về thân. Thế là những cái bài kinh của Đức Phật tại 32 thể trược. Bây giờ nó có 10 thiện sản về sự chú tâm. Bây giờ nó bắt đầu đến sự thực hành. Sự thực hành tức là chú tâm trên các cái thân phần. Thứ nhất là theo thứ tự, không có sót, ví dụ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, da, lách, phổi, ruột, mà thì phải chú tâm một cách có tuần tự. Và tuần tự chứ không có bỏ sót. Ví dụ đầu tiên là tập trung vào tóc. Mình để tâm vào tóc thì mình cứ niệm tóc. Niệm cho đến khi nào mà tâm mình nó cảm thấy thỏa mãn rồi, bắt đầu đi xuống lông, móng, tăng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận. Đấy, cứ niệm một cách tuần tự như vậy. Đầu tiên là cứ niệm năm cái một: tóc, lông, móng, răng, da, tóc, lông, móng, răng, da, da, móng, lông, tóc, lông, móng, răng, da. Sau đó niệm đến 10 cái một, sau đó mới niệm đến 15 cái, niệm đến 20 cái, đến 30,
đến 26 cái rồi đến cả 32 cái. Để niệm ngược niệm xuôi như vậy, đầu tiên là chậm chậm sau đó mới nhanh dần lên. Để không được đi quá nhanh, không được niệm quá nhanh. Nhanh thì không được rõ. Vì nếu mà nhanh thì các cái màu sắc, cái hình dáng, cái vị trí ranh giới của nó không được rõ ràng, cho nên là không có đi quá nhanh mà phải đi vừa vừa. Đi chậm chậm, lúc đầu là phải chậm, sau đó nó thiện xảo thì mình đi nhanh lên xong. Không quá nhanh, không quá chậm, chậm thì không thành công, chậm thì mình sẽ mất thời gian nhiều mà cũng không thành tựu được. Tránh phân tâm, mình đừng để tâm nó nghĩ sang chuyện gì khác, chuyên tâm vào những cái hình ảnh này. Vượt qua khái niệm chỉ thấy kia cách bất tịnh của nó. Ví dụ lúc đầu thì vì đó phải quán là tóc lông bóng trong da, nhưng mà trong cái lúc thực hành này thì khi mà cái tâm nó thuần thục rồi, vì đó không cần phải niệm đến khái niệm tóc lông bóng trong da nữa, vì đó chỉ cần hướng tâm lên và vì đó cảm nhận được cái màu sắc hình dáng của tóc rồi, xong là lại hướng tâm xuống dưới thân cảm nhận được cái màu sắc hình dáng của lông, xong rồi lại cảm nhận cái hình dáng của móng răng da thịt gân xương tủy thận, cứ như thế nó vượt qua cả cái những cái khái niệm nữa, đấy nó trở nên tất thiết xả thì sẽ làm được như vậy. Nhưng không cần phải niệm đến từng cái tên của các cái tâm phần này, và thậm chí khi nó thiện xả rồi thì một cái nhìn mình có thể thấy chung chung vừa cả 32 thân phần nó hiện ra. Lúc đầu thì mình hướng tâm đến cái nào thì cái đấy nó hiện ra, nhưng mà sau khi mà nó đã thuần thục ở trong tâm rồi thì có thể một lúc mình thấy cả 5 cái nó hiện ra, có lúc một cái nhìn mình có thể thấy cả 10 cái, một cái nhìn mình có thể thấy được cả 15, 20 cái. Mình chỉ cần đi cái tâm đi một cái mình cũng có thể thấy được cả 32 thân phận. Đấy là cái thực hành đến một cái mức nó rất thiện xảo rồi thì nó sẽ có được cái khả năng như vậy. Mình chỉ hướng tâm sang mình cái mình thấy được cái thân của mình nó là một cái đống bất tịnh, hướng tâm sang người khác mình sẽ thấy cái thân người khác là một cái đống bất tịnh, đóng vào cái hình dáng của cái thân phận nào nó cũng rõ ràng hết. Đấy là cái lúc mà mình trở nên thiện xảo như thế, vượt qua khái niệm, bỏ qua đối tượng không rõ. Đôi khi nó cũng có những cái đối tượng mà nó không rõ, nhất là một số người tu tập ấy, thì nó lại tùy theo cái ba la mật của mỗi người. Đấy, có những cái pháp mà mình có những cái mình thấy rất rõ, có những cái mình không thấy rõ. Ví dụ có những cái mà cứ cái gì mà nó thuộc về màu đỏ mình lại thấy rõ chẳng hạn, và cái nào mà nó thuộc về màu đen thì mình thấy lại không rõ. Có những người thì cứ cái gì màu đen thì nó rõ, cái gì thì đỏ nó không rõ, cái gì trắng thì rõ, cái gì vàng thì không rõ, hoặc là có người thì cái gì nó cũng rõ. Thì đấy là do cái ba la mật của mỗi người. Những người nào mà đã từng thực hành các cái kasina đỏ rồi thì bây giờ mình thấy những cái gì màu đỏ nó rất là dễ thấy. Những người nào từng thực hành kasina đen thì bây giờ những cái gì thân phần nào màu đen thì rất là dễ thấy, còn những cái khác nó lại cảm thấy nó khó thấy. Thế thì cũng có những cái thân phần với mình nó rất là đơn giản, nhưng mà cũng có những cái thân phần với mình nó lại hơi khó khăn. Nên thì mình cũng có thể trong cái lúc mà mình thực hành nhanh mình có thể lướt qua để là bỏ qua cái đối tượng không rõ, và định ở từng phần, tập trung trên từng thân phần sẽ đạt đến sơ thiền. Có những cái lúc mình muốn để cho cái tâm của mình nó được chú trên một thân phần, ví dụ như bây giờ mình niệm tóc lông móng trong da thịt gân xương tủy thận, bây giờ mình muốn để cho tâm của mình nó chú trên một đối tượng, ví dụ mình chỉ để tâm ở trên tóc, mình cứ niệm tóc, mình cứ chú trên đấy khoảng chừng 20-30 phút sau là mình sẽ đắc sơ thiền. Đối với tâm của mình nó sẽ bắt trọn vẹn một cái đối tượng là tóc, mình sẽ đắc sơ thiền. Hoặc là mình để tâm trên bất cứ thân phần nào mình sẽ đắc thiền 32 thân phần, mình để tâm từng cái một thì mình sẽ đắc cả 32 cái sơ thiền. Còn nếu mà mình cứ quán một lúc nhiều cái thì mình đắc được cận định, còn nếu mà quán từng cái một thì đắc được sơ thiền. Thực hành theo bài kinh Tăng Thượng Tâm. Nếu mà một người thực hành cái pháp thiền quán ba thì trước mình cảm thấy nó khó khăn, tu tập lâu ngày mà chưa chứng giác thì mình phải tu tập theo cái pháp quán Tăng Thượng Tâm Kinh.
Tức là thỉnh thoảng tác ý đến tướng định, thỉnh thoảng tác ý đến tinh tấn, thỉnh thoảng tác ý đến kết giải. Cái bài kinh này nó có thể áp dụng cho tất cả các pháp thiền, chứ không phải chỉ có pháp thiền. Nếu chỉ tác ý đến định thì tâm nó giải đãi. Nếu chỉ tác ý đến tinh tấn thì tâm chạm cử. Nếu chỉ tác ý đến sản thì cũng không đúng mức. Vì vậy cho nên thỉnh thoảng tác ý đến tinh, thỉnh thoảng tác ý đến tinh tấn, thỉnh thoảng tác ý đến sản, tâm mới trở nên vững nguyện để sử dụng. Thỉnh thoảng phải tâm của mình mới tác ý đến cái sự định tĩnh, đến cái định tĩnh trên đối tượng. Có những lúc mình phải tác ý đến cái sự tinh tấn. Tinh tấn là cố gắng thấy đối tượng cho rõ, đấy cũng là tinh tấn. Cố gắng chú tâm trên đối tượng, ngăn chặn đừng để cho nó nghĩ sang cái khác. Tinh tấn nhận biết đối tượng. Có những lúc người tác ý đến xả. Có hiểu là cái xả là cái gì không? Xả là giữ tâm thản nhiên, không có tăng thêm, cũng không có bớt giảm đi. Tức là đừng có tinh tấn thêm, mà đừng có định tĩnh thêm, mà giữ cái tâm trung bình, không tăng không giảm, giữ cái tâm thản nhiên giống như ngồi nghỉ ngơi. Đấy là giữ tâm sản. Thì cái tâm này là thỉnh thoảng mình phải tác ý đấy. Vì ở trong thiền niệm hơi thở, có những lúc mình phải tác ý, ta sẽ hợp nhất tâm với hơi thở này. Mình tác ý là ta sẽ để cho cái tâm nó biết hơi thở này một cách trọn vẹn, định tĩnh trên hơi thở này, tĩnh lặng trên hơi thở này. Thì đấy là tác ý đến cái định. Có những lúc thì mình phải tác ý này, ta cần phải phấn chấn đi, ta cần phải cố gắng đi, ta phải tinh tấn thấy hơi thở này cho nó rõ ràng, ta phải tinh tấn thấy hơi thở này liên tục. Thì đấy là tác ý đến tinh tấn. Còn có lúc là mình nghĩ đến xả, có nghĩa là ta cứ để cái tâm cho nó tự nhiên, ta cứ để cho cái tâm nó tự nhiên thế này là được rồi, đấy là tác ý đến xả. Nhưng mà ba cái này mình không có được thái quá về cái này. Tức là thỉnh thoảng bị tác ý đến định một chút xíu, thỉnh thoảng tác ý đến tâm, thỉnh thoảng phải tác ý đến giả, chứ không được tác ý đến một cái gì đó liên tục. Không được tác ý một cái gì liên tục. Cái gì mà tác ý liên tục thì cái đấy nó sẽ trở nên nó nổ trội quá, nó sẽ lấn át một cái khác. Khi nào mà mình cứ để cho cái tâm nó định tĩnh nặng nề quá thì nó trở nên giải đãi, mình sẽ thấy cả cái hôn trầm buồn ngủ, hoặc tâm nó cứ nghĩ lan man chuyện khác. Lúc nào mình cũng thúc giục mình phải tinh tấn đi, thì lúc đấy nó sẽ tinh ra cái tâm chạm cử, cái tâm mình nó căng, nó mệt, và lúc đấy mình cảm thấy ngồi thiền nó không an và muốn xả thiền. Đấy là do tâm bị tinh tấn quá. Lúc nào mình mà tác ý đến xả, đến cái xả nhiều quá là mình cứ ngồi, thì mình cứ ngồi nghỉ ngơi, cứ ngồi chơi, mình không có dụng thêm thì cái nó lại cũng không tiến bộ được. Không tiến bộ được. Nên là thỉnh thoảng mình vẫn phải tinh tấn lên, thỉnh thoảng phải bình tĩnh. Đấy là cái bản kinh tăng thượng tâm kinh mà Đức Phật dạy như thế. Tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm kinh, thỉnh thoảng tác ý đến ba tướng định tinh tấn giải. Đây là cái nội dung của cái bài kinh tăng thượng tâm kinh. Nếu chỉ tác ý đến định thì tâm sinh giải đạt, tăng ý tinh tấn thì tinh trợ cử, tăng ý đến xả cũng không thể đúng mức. Thỉnh thoảng tác ý đến tinh, thỉnh thoảng tác ý tinh tấn, thỉnh thoảng tác ý đến xả thì tâm trở nên vững biến dễ sử dụng. Như người nguyện vàng, đây là cái phần tiếp theo Đức Phật dạy này. Như người nguyện vàng soạn nò bệ, đốt nò và đổ vàng thô vào để luyện. Nên người hành thiền giống như người luyện vàng. Người nào biết áp dụng thì người nào mà trước kia đã từng luyện vàng rồi thì bây giờ hành thiền thì rất dễ. Người đó biết cách để luyện tâm. Luyện tâm cũng giống như luyện vàng, nên thỉnh thoảng thụt bệ, thỉnh thoảng tức là cho cái đồ vào thì cho nó cháy, chất liệu vào, thỉnh thoảng đuối nước, thỉnh thoảng ngồi canh chừng. Đấy là nếu chỉ có thụt bể thì vàng sẽ cháy, tức là lúc nào mình cũng cho cái chất cháy vào đấy thì cái ngọn lửa nó sẽ thái quá, mình đốt cháy mất vàng. Nếu chỉ đuối nước thì vàng sẽ nguội. Nếu mà mình cứ lúc nào cũng đuối nước thì vàng sẽ nguội. Nếu chỉ ngồi canh chừng thì vàng cũng sẽ không thành. Thỉnh thoảng thụt bể, thỉnh thoảng rơi nước, thực ra thì thỉnh thoảng thụt bể thì nó mới này nó thể là nó là tinh tấn này. Thỉnh thoảng rơi nước này
thì nó là định luật, định luật ngồi canh chừng thì canh chừng nó là giả. Nhưng nếu thỉnh thoảng thụt bể, thỉnh thoảng rưỡi nước, thỉnh thoảng canh chừng thì vàng sẽ trở nên nhu nhuyễn dễ sử dụng. Thế nên cái người luyện vàng thì người ta cũng phải có ba cái tính đặc tính như vậy. Có những lúc thì họ mới phải họ phải cho cái thống vào để người ta thổi cho lửa nó cháy lên, cho cái ống thổi vào cho lửa nó mạnh lên. Cũng có lúc thì người ta đưới nước vào vào vàng để cho nó giảm bớt, thỉnh thoảng đưới nước vào để cho nó giảm bớt cái nhiệt độ xuống, thỉnh thoảng ngồi canh chừng. Cũng có lúc mình để cho cái ấm lửa nó cháy ở cái lúc vừa vừa, thì cái tâm nó cũng vậy. Tâm thỉnh thoảng mình để cho nó định tĩnh, thỉnh thoảng mình tinh tấn kích thích nó lên, thỉnh thoảng thì mình ngồi giữ cái tâm vừa vàng để giữ tâm sáng. Ba cái tướng này là quan trọng nhất của hành thiền. Tu tập theo bài kinh trở nên mát mẻ. Bài kinh trở nên mát mẻ là một cái bài kinh mà liên quan đến hành thiền. Đại các tỳ kheo, khi tỳ kheo có 6 pháp có thể đạt đến sự mát mẻ tối thượng. Chế ngự tâm khi cần chế ngự, tinh tấn khi cần tinh tấn, khích lệ tâm khi cần khích lệ, nhìn tâm với tâm giảng khi cần giảng, quyết định đạt tăng thượng tâm, mong muốn chứng đạt niết bàn. Có 6 pháp này vì tỳ kheo có thể chứng đạt được sự mát mẻ tối thượng. Thế là tu tập theo cái bài kinh này, tức là trong lúc thực hành thiền mà có những lúc tâm nó cần phải chế ngự lại. Ví dụ như cái lúc nào mà tâm nó mạnh mẽ quá, nó mạnh mẽ quá thì mình phải chế ngự nó lại một chút. Vì nó tinh tấn mà nó tinh tấn quá. Nhưng bây giờ mình khởi những cái tâm của hôm nay, từ nay mà thì ta không ăn không ngủ ngày ngồi thiền, đêm ngủ rất là ít, quên ăn quên ngủ, thì đấy cái trạng thái đi vào tinh tấn quá, tinh tấn quá là nó sẽ chóng mệt, chóng kiệt sức. Thì lúc ấy mình cần phải chế ngự lại, cần phải giảm bớt lại. Thì trong lúc hành thiền vậy, mình cứ thúc giục cái tâm là phải tu nhanh lên, tu mạnh lên, tu tinh tấn lên để ngày mai mình đắc đạo. Chứ đặt ra cái mục tiêu nôn nóng quá thì lúc ấy phải chế ngự lại, nhưng mà chứ không được để cho cái tâm nó bị phân trần quá. Tinh tấn khi được, khi cần được tinh tấn, nhưng mà cũng có lúc mà cái tâm nó giải đãi, cái lúc mà tâm nó khởi lên chán là thì lúc đấy mình phải khích lệ cái tâm lên, thì mình phải thúc giục cái tâm để cho nó tinh tấn lên. Tinh tấn khi cần tinh tấn, khích lệ tâm khi cần khích lệ. Có những cái lúc mà tâm của mình nó cứ nó dễ ruôi này, là bắt đầu nó nghĩ mông lung, bắt đầu nó sinh ra hoài nghi, nó sinh ra nhàm chán, không biết là tu này biết đến bao giờ mới đắc thiền, không biết rồi nào nó sinh ra đủ mọi cái suy tư suy nghĩ, thì lúc đấy mình cần phải khích lệ, kích thích nó này, phải như lý tác ý để mà quán chiếu khích lệ, nhìn tâm với tâm sản khi cần. Có những lúc tâm của mình nó đang ở cái mức vừa phải thì mình cứ giữ cái tâm sản như vậy, quyết định đạt tăng thượng tâm, quyết định đạt được cái tăng thượng tâm, tức là đạt thiền, mong muốn chứng đắc niết bàn, có được 6 cái pháp này thì mình cái việc tu tập nó sẽ trở nên rất là nhanh chóng. Tu tập theo cái bài kinh trở nên mát mẻ, tu tập theo cái thất giác chi. Cái pháp thứ 10 đó là tu tập theo cái bài thất giác chi. Khi tu tập tâm tụ tập thì tác ý đến ba giác chi: chánh pháp, tinh tấn, thì chánh pháp là thấy rõ đối tượng, tinh tấn là luôn luôn phải tích cực để bám sát đối tượng, thì là thích thú với đối tượng. Khi tâm quá phấn chấn thì tác ý đến ba giác chi: khinh, an, sảng và định. Tức là tác ý đến cái tinh, cái để cho cái tâm nó được thư giãn gọi là kinh an, sản là để cho tâm nó thản nhiên, định là để cho tâm nó được nặng nề, còn chánh niệm trong tất cả các trường hợp lúc nào mình cần chánh niệm. Tu thực hành cái pháp thì cũng có thể áp dụng được thế này. Ví dụ trên thiền hơi thở mình thấy rõ hơi thở đấy là chánh pháp, chánh pháp là thấy rõ đối tượng, tinh tấn nó là mình thúc giục cái tâm của mình nó phấn chấn đấy, để nó hướng vào đối tượng một cách mạnh mẽ.
đánh với đối tượng một cách mạnh mẽ, tinh tấn thích thú với đối tượng đấy. Nhưng mà cũng có lúc cái tâm nó đã phấn chấn quá rồi thì mình phải giảm xuống, đó là phải khinh an, phải xả, phải định. Còn cái nhân nào để mà sinh ra được chánh pháp, có bao nhiêu nhân để sinh ra được chánh pháp, nhớ bao nhiêu? Chánh pháp là trí tuệ đấy. Nếu như là một cái người mình cần phải làm sạch nỗi ngoại xứ, quân bình các căn, thân cận một cái bậc thiện tri thức, đặt các cái câu hỏi, đặt các cái câu hỏi thì mình có cái quyết định đối với chánh pháp, quyết định đối với tuệ, thì lúc đấy mình sẽ tăng cường được cái trí tuệ gọi là chánh pháp. Còn những cái nhân mà sinh ra tinh tấn, có những cái nhân mà sinh ra tinh tấn thì mình phải tác ý đến những cái nỗi khổ, những chúng sinh ở trong các cái cõi khổ, tác ý đến cái sự chết, cái sự khẩn trương gấp rút, thì nó sẽ sinh khởi đến cái tinh tấn. Nếu mà muốn tăng cường cái hỷ, cái hoan hỷ thì mình tưởng nhớ đến Phật, tưởng nhớ đến pháp, đến tăng giới, đến thi, đến thiên, những cái pháp đấy mình tưởng nhớ đến những cái điều đó thì nó sinh ra cái tâm hoan hỷ. Nhưng tại sao có những cái người mà trong cái lúc tu tập mình luôn cảm thấy nó an vui, mà có những người tu tập mình luôn luôn cảm thấy nó sầu não? Nên cái người nào mà luôn luôn tưởng nhớ đến các cái ân đức Phật, pháp tăng, giới, niệm trí, niệm thiên thì lúc nào mình an vui, không bao giờ mình cảm thấy bị nhàm chán, không bao giờ cảm thấy nó vô vị. Còn cái người nào tu mà mình không, trong tâm mình không tưởng nhớ đến Phật, pháp tăng, giới, trí, thiên thì lúc nào mình cũng cảm thấy nó buồn tủi, vì nó cô đơn cô quạnh, tức là mình không có cái niềm cái hoan hỷ với pháp, thì mình sống độc cư là mình sẽ rất là nhanh chán, chỉ muốn tìm cái chỗ nào nó năng động, những chỗ nào nó vui, có người để nói chuyện, có người để ngồi đùa, thì lúc đấy mình mới cảm thấy nó mới vui. Còn cái sự tu tập thì mình luôn luôn để cái tâm nó chánh niệm, thì mình luôn luôn an lạc, luôn luôn hoan hỷ. Có những người thì luôn luôn động, mà có người tĩnh. Mình muốn có được cái khinh an thì mình phải thả lỏng, nhẹ nhàng, đi thiền hành nhiều. Muốn có được cái sự khinh an thì mình dùng thực phẩm bậc thượng để cho cái tâm nó được nhẹ nhàng, thư thái, giữ được cái tâm xả, để nó không có dính mắc vào cái chuyện vui buồn, giữ được cái tâm định tĩnh. Về thiện xảo, về thân tận chi mình có thể áp dụng được trong cái lúc mình thực hành cái đó, để mình quân bình lại, để cho nó đừng có thái quá về cái gì. Tu tập và mình là thị trường cái sự tu tập này. Nếu mà một người, một hành giả mà đã đáp được tứ thiền hơi thở rồi thì nhập vào tứ thiền hơi thở cho đến khi định tâm trở nên định tĩnh, trong sáng, mạnh mẽ, khi đó xuất khỏi tứ thiền, hướng tâm lên tóc và thực hành quán niệm tóc. Nếu mà một người nào mà đắc tứ thiền hơi thở rồi thì quay sang hành thế này, thì cái hành đến đâu là nó đắc đến đâu, hành đâu nó đắc đến đấy. Trong một thời gian ngắn là có thể hành xong được cả ba hai thị trường. Còn người nào mà chưa đắc tứ thiền mà bắt đầu thực hành thế này thì phải hành một thời gian khá dài. Người nào đắc tứ thiền rồi thì hành rất là dễ, người nào chưa đắc tứ thiền thì bỏ. Để tâm lên tóc ấy, niệm tóc bất tịnh, tóc bất tịnh. Không biết mình niệm đến tóc nhưng mà mình đừng có thấy tóc là tịnh, mà mình phải thấy tóc là bất tịnh. Bắt đầu mình nhìn đến màu sắc của tóc, ví dụ như bây giờ mình tưởng đến tóc màu đen hay màu vàng hoặc màu trắng, thì tưởng đến một màu không? Tóc. Hình dáng của tóc, sợi tóc, vị trí tóc trên da đầu, giới hạn từ chân tóc trên da đầu đến ngọn tóc. Đấy, thì mình luôn luôn quán như thế. Mùi của tóc thì có mùi gì? Hôi. Mình thấy luôn cả cái mùi hôi của tóc. Tóc ô uế, tóc bất tịnh. Mình thấy tóc nó bất tịnh. Bắt đầu cứ cháy là gầu yếu cái đầy ở trên chân tóc này. Mình cảm nhận thấy, mình cảm thấy nó ghê ghê. Thì càng tốt.
cứ tập trung ở đây, tập trung ở trên tóc này. Cho nếu mình cứ tập trung ở trên tóc thì tâm của mình nó sẽ bắt trọng lên cái bộ tóc này, mình có thể chú ở đấy liên tục. Nếu mà chú ở đấy liên tục thì nó sẽ đắc vào sơ thiền, còn nếu mà mình cứ lướt qua thì nó sẽ vào cận định. Tóc khi mà mình thấy cái hình dáng tóc nó rõ ràng rồi thì lúc đấy mình bắt đầu quan đến nông bất định. Nông có nhiều loại, ngoại trừ hai bàn tay hai bàn chân, khắp toàn thân đều có nông bao phủ. Dưới ánh sáng của định thì cần phải nhận biết các cái loại màu sắc, hình dáng, vị trí, giới hạn một cách chung chung của toàn thân. Nhận nông thì khắp trên toàn thân mình chỗ nào nó có nông, nông nó bao phủ hết luôn, chứ không phải là con chó con mèo nó mới có nông bao phủ đâu. Trên người cũng có hết những cái nông tơ, thì trong cái lúc quán phải quán hết luôn, quán hết nông. Thì cái màu sắc của nông, quán màu sắc, hình dạng, vị trí, các toàn thân, giới hạn cũng phải để cái tâm ở cái phần chân của cái quán tóc vậy, quán nông vậy, phải để tâm ở cái phần chân ấy, chân tóc, chân nông, thì tâm nó mới mắc được, thì đưa lên ngọn là nó trượt đi ngay. Tịnh móng và tịnh móng tay, móng chân. Quán móng này thì mình phải để tâm vào cái phần móng mà nó nằm ở trong da, mà mình tưởng nhớ này, đã có khi nào mình từng bị thối móng, mình lấy cái đối tượng đấy mình quán là tốt nhất. Mình nhắm mắt lại, mình tưởng cái móng của mình tưởng lại cái thời mà nào đó mà mình đã từng bị giật móng tay, nó thối, nó ra mủ, ra máu thối khủng khiếp. Và bây giờ mình tưởng nhớ lại đến cái móng tay như vậy, mình cứ niệm móng bất tịnh, móng bất tịnh, móng bất tịnh, móng bất tịnh. Mình đưa tâm vào cái phần bên trong của móng này. Đấy. Hoặc là nếu như mình chưa bao giờ bị dập móng chân, móng tay gì cả, thì mình không có quán cái phần bên ngoài, mình không có quán cái lúc mà mình bôi son vào móng này. Mà phải quán cái lúc mà móng này nó chứa đầy đất, đầy những cái bụi bẩn ở trong ấy. Thấy nó đen đen ấy, ô nhiễm ấy. Hoặc là mình để vào cái mặt trong của móng, còn là cái phần bên dưới da này của móng, mình niệm móng bất tịnh, 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 cái móng, quán những cái móng. Thì giờ mình tham ái cái gì mình quán mà nó hết tham ái cái đấy. Giờ mình có hay tham ái về tóc không? Mình cũng chải chuốt vuốt ve. Bây giờ mình quán tóc bất tịnh là mai mình sẽ muốn cắt bỏ hết tóc đi, cạo sạch nó đi cho nó khỏi bất tịnh. Ai mà quán tóc bất tịnh là mai mình có cạo sạch thì mình không tiếc nối tóc nông móng. Ai mà mình hay trang điểm cho móng thì ngày mai mình cắt hết, không để móng dài nữa, hết tham ái với móng. Răng bất tịnh, tất cả răng hàm trên bên trong bên ngoài. Giờ mình phải nhớ đến cái lúc nào mà cái răng của mình nó bị sún, nó bị khối răng, nó bị sâu răng ấy, nhớ lại cái thời điểm đấy. Cái niệm răng bất tịnh, 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 răng bất tịnh. Nhớ đến cái bây giờ mình muốn, mình thường thường cái răng của mình nó tịnh hay nó bất tịnh. Nếu mà mình thấy cái răng của mình nó tịnh, bây giờ mình đánh răng đi khoảng 2 tuần, sau đó mình mới nhìn vào những cái cấu uế ở trong răng, mình thấy được cái mùi của răng, thấy được cái sự bất tịnh của răng, miệng răng bất tịnh, răng bất tịnh. Mình để tầm cả cái phần bên trong chân răng, cả phần chân răng và nó mọc về trong xương hàm cho đến phần ngọn răng. Răng thì nó có màu sắc của nó nhá, răng của thì nó có màu gì, trắng hoặc là màu vàng hoặc màu đen. Màu sắc hình dáng của răng thì nó giống cái gì, hình dáng của răng giống hạt ngô, răng hạt bắp, răng là hạt giống răng. Màu sắc vị trí của răng này nó nằm ở xương hàm này, nằm ở trong miệng. Vị trí giới hạn của răng thì nó từ ở cái xương hàm mà cho đến đầu răng này. Đấy là mình phải quan sát được như vậy. Giống như là một người nào mà đã từng nhìn bộ xương hay là đi bóc mặt thì nhìn thấy là cái thịt nhưng mà nó bóc hết đi rồi, nó còn lại nguyên cái hàm này, nguyên cái bộ xương đầu lâu. Mình nhìn vào cái hàm răng ấy,
nhìn vào cái sự hàm lại như thế nào, thì trong cái lúc thực hành thiền mình quán, mình phải quán như vậy. Quán giống như là mình đang nhìn vào một cái hàm răng tổng thể của một cái bộ xương chứ, thì lúc đấy nó mới kinh cảm, nó mới thấy răng này là ghê gớm, sẽ hết tham ái đối với răng. Thấy mình có thấy răng ai đẹp ai răng phảnh, răng nhô hay là răng đều, răng đẹp thì nó cũng như nhau hết, nó cũng bất tịnh, cũng hôi thối thế thôi. Mình không có tham đắm với răng nữa. Mai răng nó có rụng thì cũng không tiếc, có tiếc răng rụng nhổ đi cũng không có tiếc nuối. Da bất tịnh, da như một lớp vỏ bao bọc toàn thân, thì là dùng trí tuệ để tách rời da ra khỏi thịt và ghi nhận cả hai bề mặt bên trong và bên ngoài của da. Thường thường mình mà nhìn cái mặt ở bên ngoài của da thì mình sẽ thấy nó sáng, nó đẹp. Nhưng bây giờ mình phải nhớ lại những cái lần mình đã từng lột da cái con gì chưa? Đã từng lột da gà chưa? Hay là lột da một con gì đấy? Thì bây giờ mình cũng quán là cái da người mình cũng thế. Nếu bây giờ mình lột cái da mình ra thì nó cũng thế. Mình nhìn vào cái mặt trong đó. Cái mặt ngoài khác, còn mặt trong của da mình dùng cái trí tuệ mình bóc cái lớp mỡ này, quán bóc cái lớp da bất tịnh, da bất tịnh. Mình để ý đến cái thời điểm nào mà cái da của mình nó sần sùi như này, thì lúc đấy mình quán thấy toàn thân của mình, toàn da nó sần sùi ra. Hoặc là mình nhớ đến cái lúc mà da trên mình nó khoảng mấy ngày không tắm ấy, ghét ngứa đầy người ấy. Nó quán thế, mình quán đến cái ghét ngứa ở trên da, mình thấy nên da nó bở ghét ra, thấy nó ghê gớm. Để mình thấy được cái da này nó hôi hăm, nó bất tịnh như vậy, để mình không còn tham ái với cái da nữa. Không còn nhìn thấy ai cũng ôi da trắng quá, da đẹp quá, không còn da nào nó cũng bất tịnh hết, da đen da trắng da nào nó cũng như nhau hết, cũng ô uế, cũng ô nhiễm, cũng hôi thối, bất tịnh như nhau. Còn thịt bất tịnh, thịt thì mình phải lọc da ra, lọc xương ra, nhìn mỗi thịt không thôi, quan mỗi cái thịt. Thịt thì có màu đỏ, màu sắc, hình dáng của thịt thì nó giống cái gì? Giống như những cái cân thịt mà người ta đi bán ở chợ. Vị trí của thịt thì nó cũng khắp toàn thân mình, nó bao bọc hết. Cái lột da ra là sẽ thấy thịt chỗ nào cũng vậy. Thịt bất tịnh, một cái lượng khối thịt rất là lớn ở trên thân mình, nên mình phải đưa cái tâm rà khắp toàn thân, mình phải đưa cái tâm vào bên trong da, mình quán thịt bất tịnh, mình ghi nhận toàn thân của mình là chỉ là một cái đống thịt không, đống thịt đỏ ao, một bầu thịt thối đỏ ao ao. Gân bất tịnh, gân này có màu trắng, như sợi dây có nhiễm liên kết các cơ xương lại với nhau. Dây gân nó như là những cái sợi dây trắng, nó chẳng chịt này. Nếu mình mà không có gân này thì xương nó sẽ rơi hết ra mất. Cho nên là nó là những cái sợi dây mà nó buộc các cái xương lại với nhau. Mình có gân mình bị cử động được. Thế thì trong thân mình có gân lớn, gân nhỏ, mà cái gân rõ nhất là mình để tâm ở trong hai các cái ngón tay, ngón chân. Thế mình cử động một cái mình sẽ thấy cái đường gân nó chuyển động qua lại. Nó nối các cái khớp xương lại mà. Thì cái rõ nhất là cái khớp xương ngón chân, ngón tay. Thì thấy được các cái gân đấy, gân ở đấy rất là rõ ràng. Thì mình quán khắp toàn thân mình đều có những cái sợi dây trắng như vậy. Gân những sợi dây trắng vẫn đang dọc theo xương, xương sườn, xương sống, xương chân, xương tay, từ đầu đến chân, từ các ngón chân, ngón tay, thế nhé. Thế là gân, thấy gân là bất tịnh, gân là bất tịnh, gân là bất tịnh. Xương, đây là cái hình dáng bộ xương như thế. Bắt đầu thì muốn quán xương phải ghi nhận từ cái xương sọ, xong là xương hốc mắt, rồi bắt đầu xương hàm, xương cổ, xương bả vai, bắt đầu đến xương sườn, xương sống, đến xương ống tay, đến xương chậu, đến xương ống chân,
Sư Cát hay Sư Ngọt đi 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 một cách lần lượt hệ thống. Thì trong quán ba hai thì trượt thì cái bộ xương này là quan trọng nhất, cần phải quán kỹ nhất, quán bộ xương. Bộ xương bất tịnh, bộ xương bất tịnh. Thì khi mà quán xong bộ xương bất tịnh thì mình quán như cái màu trắng của nó mà. Thì có thể nhập vào ca sĩ lá trắng được. Tất cả xương. Nhưng mà khi nào bây giờ mình mà có cái cơ hội để thấy được bộ xương ở đâu, nhất là ở Việt Nam thì hay có cái tục là đi đi bóc mồ bóc mả. Nhưng mà bây giờ mà ở thấy ở đâu bóc mồ bóc mả, mình phải tích cực đi xem. Xong là khi mà người ta mở cái quan tài ra một cái để cho tôi xem đã, mình đứng mình nhìn mình nhầm, mình cứ phải nhìn nhìn thật kỹ mà, nhìn từ đầu đến chân, chân đến đầu, nhìn qua nhìn lại, mình ghi ghi nhớ từng phần một. Đây là xương sọ này, đây là xương hốc mắt, đây là xương mặt này, đây là xương hàm, đây là xương cổ này, đây là xương vai này, đây là xương sườn, xương sống này, xương chân, xương tay này. Trọng mình ghi ghi cho thật kỹ mà, hoặc là mình lấy ảnh mình chụp lần nữa để cho nó nhớ kỹ. Nhìn được cái bộ xương thì đến khi về quán nó rất là dễ. Mình đừng có sợ, trong bộ xương chẳng có gì đâu mà. Người ta mê tín thì người ta cứ sợ, ta sợ thế mà. Người không mê tín thì người hiểu là rồi thì không cần phải sợ gì hết. Lúc cái xương thì nó cũng giống như một cái bó củi khô ấy, nó không có cái gì mà phải sợ. Khi nào có nhà mà có ai bốc mộ thì phải đi xem, đi xem để mình có được cái, nó lưu vào cái trí nhớ. Đến lúc mình có thực hành thiền quán mình tưởng lại nó rất là dễ. Những cái gì mình nhìn được thực tế rồi tưởng lại nó dễ lắm. Hoặc là nếu bây giờ ở đâu mà người ta mổ mổ xác ấy, người ta có cái xác nào mà người ta mổ để cho mọi người đến xem cái nội tạng con người ấy, thì lúc ấy mình nên đi xem để mình thấy. Hoặc là đâu mà có cái xác chết tai nạn như thế mình đi xem, không có thì xem trên ảnh được. Để mình nhất là mình được xem tận mắt thì nó sẽ nhớ được lâu mà nó kinh cảm mạnh, và đến lúc hành thiền nó nhanh đắc thiền, nhanh đắc thiền nhất. Còn nếu mình nhìn qua cái hình ảnh nó không đắc thiền. Ví dụ đây là một cái hình ảnh mình nhìn đấy, mình sẽ thấy bình thường, nhưng mà cái nào là thật thì mình mới thấy nó kinh. Tủy tủy tức là nó nằm ở trong xương, cái gì chất nhờn ở trong tủy nằm khác ở trong xương, xương ống. Thì lúc ấy mình quán được tủy thì mình phải chất những cái chất dung dịch ở trong tủy, ví dụ như cả một cái bộ não này là tủy hết, cả cái bộ não ở trên xương sọ là tủy hết. Vì thì lúc đấy mình cần muốn hiểu được tủy thì mình phải nhớ lại cái lúc mình ăn xương ấy, xong là mình hút cái tủy ở trong cái ống xương ấy, xong mình thấy nó ngậy ngậy. Thế bây giờ mình phải nhớ lại ở đấy là tủy, đấy là tủy, xong mình mới quán được. Của khắp toàn thân của ta, trong xương của ta cũng có tủy, cũng có tủy, cũng có tủy này. Đấy là tủy, 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 tủy bất định, thận. Thận như hai trái xoài, quả thận. Là hai quả thận. Thận bất tịnh, thận bất tịnh, thận bất tịnh. Thì mình phải biết được đúng cái màu sắc của thận nó có màu gì. Thì mình phải hiểu. Ví dụ mình chưa bao giờ nhìn thấy quả thận nhỉ? Thì bây giờ mình phải nghiên cứu xem thận nó có hình màu gì. Màu hơi đỏ đỏ thẫm thẫm nhỉ? Đấy, màu sắc hình dáng của nó phải giống cái gì. Vậy những cái nó thuộc về nội tạng. Thì có những cái mình đã được học thì mình biết, có những cái mình chưa được học thì mình phải học qua để hiểu. Đấy, màu sắc hình dáng của nó, hình dáng của cái quả thận nó như thế nào, mình nhìn trên ảnh để mình tưởng. Thì lúc đấy mình mới hướng tâm vào trong người mình sẽ, cái tâm nó sẽ bắt vào cái quả thận này. Đấy, màu sắc hình dáng, vị trí của cái thận nó nằm ở đâu. Đấy, mình mà không biết mình cứ đưa tâm vào trong bụng, mình cứ đi tìm thì nó làm cho tâm nó bất ổn. Còn nếu mình biết chính xác cái vị trí của cái hai cái quả thận rồi thì mình đưa tâm vào một cái mình tâm nó bắt vào đúng quả thận luôn. Vị trí giới hạn quả thận là từ đâu đến đâu, thì lúc đấy mình sẽ niệm thận bất tịnh, thận bất tịnh. Tim thì ai cũng biết, tim thì dễ nhất, nằm ngay ở cái ngực phía bên trái, hướng tâm vào tim rất là dễ dàng. Nhưng mà có cái hình dáng quả tim thì ở đâu người ta cứ treo, ở đâu cũng có cái hình ảnh về quả tim. Mà khi mà người ta vẽ thì quả tim nó đẹp lắm, nhưng mà khi mình nhìn vào thì thấy nó bình thường, chỉ là một cái cục thịt thôi.
Bên trong tim có một cái lỗ hổng nhỏ xíu chứa một chút máu, đó là điểm tựa cho tâm, ý thức phát sinh. Ý thức của mình là phát sinh từ tim. Tim nó rất là quan trọng. Và mình niệm tim bất tỉnh, tim bất tỉnh, tim bất tỉnh. Gan, gan là cái hai lá gan bên dưới ngực, ngay trước ngực mình có cái lá gan, gan bất tỉnh, gan bất tỉnh. Và cái mật nó nằm ngay bên dưới gan. Gan thì có lá to, lá bé. Có người chỉ có một lá gan, có người có hai lá, thậm chí có người có tới ba lá gan. Cái người mà to gan thì sẽ lớn mật. Cái lá gan mà to thì cái quả mật ở dưới mà. Lá gan mà to thì mật sẽ lớn. Và cái người mà to gan lớn mật thì người ta sẽ là những anh hùng, không biết sợ ai hết. Mình liều, liều mạng. Gan bất tỉnh, gan bất tỉnh, gan bất tỉnh. Gan nắm nách. Cái này thì nó nằm ở bên trái, nó nằm ngay sát với nách. Sát với nách. Cái nách là một miếng thịt có màu đỏ giống như một cái lưỡi trâu. Lưỡi con trâu nằm sát ở bên nách bên trái. Lá nách. Lá nách. Lá nách, lá nách, lá nách, lá nách. Lá nách. Phổi, hai lá phổi trong ngực. Phổi bất tỉnh, phổi bất tỉnh, phổi bất tỉnh. Phổi này thì nó chứa cái gì? Chứa không khí. Ruột, ruột được cuộn thành từng khúc, bắt đầu từ huyết hầu cho đến hậu môn. Đây là ruột, ruột, ruột bất tỉnh, ruột bất tỉnh. Khi quan đến ruột thì màu sắc của ruột thì nó giống màu gì? Đấy, nó cái màu vữa, hơi hơi đỏ, hơi hơi trắng. Màu sắc hình dáng của nó thì, nhưng mà quan hình dáng của ruột thì hình dáng như những con rắn, nó giống như những con rắn ấy. Ví dụ bây giờ mình như một ổ rắn, khi mà quán ruột thì mình ta thấy ruột thì giống như một ổ rắn, nó nằm trong bụng. Vị trí của nó nằm ở trong bụng. Giới hạn của nó nó bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu? Ruột thì nó bắt đầu ở đâu? Bắt đầu từ cái chỗ nào và nó kết thúc ở chỗ nào? Cửa vào của nó ở đâu và cửa ra của nó ở đâu? Ruột bất tỉnh, đây là một cái cỗ máy, nó giống như cái máy móc của ô tô với xe máy không? Đây là cái ống bô xả, cái chỗ mà người ta cho xăng vào thì nó ở trên này, vào đây nó mới vận hành được. Đấy, thì mình quán thì mình thấy như thế, tất cả thân của một con người nó cũng giống như một cái cỗ máy như vậy. Hàng ngày mình ăn thức ăn vào đây, vào trên ra giữa xong. Ruột bất tỉnh. Đấy, màng ruột này. Tức là bên ngoài ruột thì nó có một cái lớp màng rất là mỏng, nó bao phủ lấy ruột. Mà bao phủ xung quanh ruột thì là màng ruột. Một cái quán màng ruột. Bao tử như một cái túi treo lơ lửng bên trong là nơi chứa những cái thức ăn đã được nuốt vào. Đây là cái hình dáng của bao tử. Bao tử thì mình quá là dễ hiểu, lúc nào mà ăn no mình sờ vào bụng mình sẽ thấy cả nguyên cả cái khối bao tử nó nổi lên. Thức ăn khi nó vào đến bao tử nó thành được gì? Lúc mà mình làm món nào thì mình phải cố gắng làm cho nó thật, nó sạch sẽ. Một tí thì nó không sạch sẽ, nó không thể chịu được. Ăn càng ngon càng tốt. Nhưng mà đến khi mà nó vào xong rồi, còn mấy tiếng xong mà nó đã thành là thế này rồi. Thành cái này, lúc đấy mình thấy nó ghê. Đấy là vật thực đã tiêu hóa. Tịnh, bất tịnh, thế này thì nó có thanh tịnh đúng không? Cái gương quan trời này, trực tràng. Não là một cái khối tụy lớn nằm ở trong xương sọ. Não. Đây là những phần thuộc về đất, còn những cái phần thuộc về nước thì là một túi mật nằm ở giữa cạnh lá nách,
và gan từ giữa tim và phổi. Một lượng mật thì luôn lưu các phần thận. Mật thì nó có hai loại mật. Mật thì có một cái túi mật nó nằm yên một chỗ, lúc nào nó cũng nằm ở đây. Thì thoảng mà có con giun nào ấy, nó ở dưới bao tử ấy, nó bò lên đây mà nó đè một quả trứng vào đây thì mình bị tắc mật luôn. Hoặc là giun mà nó chui vào cuống mật thì chui vào cái cuống này, chui vào cái cuống này, nó nằm yên ở đây, nó đắng quá và nó mới ngoại. Những người mà bị luôn chui cuống mật tiết ra hay đau mật, và cái mật thì nó cứ tiết ra cái chất dịch ấy và nó đi luôn lưu khắp toàn thân, một cái lượng mật khắp toàn thân, và một lượng mật thì nó chỉ nằm yên, một cái túi mật nó nằm ở đây và cứ thỉnh thoảng nó bây giờ nó một giọt thì nó đi khắp toàn thân luôn lưu. Những người nào mà bị tắc mật thì mình sẽ thấy cái da vàng không còn trong sáng nữa, khô mặt nó yên hơn đi, mặt mình thấy cái túi mật mặt bất tịnh, mặt bất tịnh. Đàm là cái bề mặt của cái màng ruột, như là trong bao tử, khi mình ăn thức ăn vào một cái thì thức ăn nó sẽ rơi xuống bao tử, lúc đấy là có một cái chất dịch ở trong bao tử ấy, nó phủ lên cái thức ăn đấy. Còn nếu mà cái đàm này nó mà bị khô thì khi mà thức ăn vào đây mà không có nước, cái dịch này nó phủ ấy, thì bắt đầu cái mùi hôi, mùi thối mà nó bốc ngược lên trên cổ, bốc ngược lên trên miệng. Cái đàm ở trong bụng, đàm ở trong ruột, đàm ở trong bao tử. Quán mình thấy đàm bất tịnh, đàm bất tịnh. Người bị bệnh dạ dày thì cái đàm nó tràn ngược cả miệng, hôi thối, mủ bất tịnh. Chỗ nào có thương tích mà máu bị thối thì nó đâm lại thành mục. Bất tịnh thì mình nhớ là cái lúc mà mình bị một cái vết thương là đấy, nó thành mục. Bất tịnh. Máu thì có cái máu thì nó nằm ở các cái mạch máu, mạch có mạch lớn mạch nhỏ khắp toàn thân. Máu lúc nào nó cũng lưu chuyển khắp toàn thân. Máu bất tịnh. Mồ hôi, những giọt mồ hôi từ lỗ chân lông, mồ hôi bất tịnh. Mỡ, mình có hay mua thịt thì rán mỡ. Mình biết là trong thân mình nó cũng có rất là nhiều mỡ như vậy. Người nào càng béo thì cái mỡ nó càng có nhiều. Những cái người nào mà béo quá thì chỗ nào cũng có mỡ. Mỡ bất tịnh. Mỡ. Nước mắt bất tịnh. Nhớ là cái lúc mình khóc này có nước mắt. Còn đây là mỡ nước. Có cái loại mỡ nước nó giống như cái chất dầu, chất nhờ ở trên. Có những cái lúc nó chảy ra ở hai bàn tay, có lúc này nó chảy ở trên trán, có lúc này nó ở trên bả vai. Đấy, nó gọi là cái mỡ nước. Đấy, nó thuộc vào cái chất dầu, chất mỡ nước. Cho mũi mỡ nước này có người có nhiều mà có người có ít, mỡ nước, nước mũi. Nước mũi thì cái lúc mình sổ mũi ai có mất tích, nước mũi mất tích, nước bọt, miếng mất tích. Trong này nó chứa nhiều vi khuẩn khủng khiếp. Nước khớp xương, và các cái khớp xương của mình nó phải có cái chất dịch. Gọi là nước khớp xương. Người già thì hay bị gãy xương vì cái nước khớp xương này nó bị khô gan xương, khớp xương bất tịnh. Đấy là đủ hết 32 thể trược. Quán thuận chiều từ 1 đến 5, tóc 5 móng 5 da. Quán ngược chiều từ 5 đến 1, da 5 móng 5 tóc. Và quán từ 1 đến 10. Sau này quán ngược lại từ 10 đến 1. Cứ như vậy cho đến từ 1 đến 32, từ 32 đến 1. Quán không quá nhanh, không quá chậm, từng thân phận cho đến khi một lần có thể thấy được cả 32 thân phận. Nếu quán như vậy thì lúc đầu mình cứ quán nó chỉ thấy rõ từng cái một. Sau đó dần dần mình sẽ một lần mình sẽ thấy rõ được 2 3 cái một. Rồi dần dần mình sẽ thấy một lần mình thấy được 5 cái, 10 cái, 15, 20 cái.
Nếu mà hành thiện giảm đến khi một lần mình chỉ nhìn thoáng qua một cái mình thấy luôn cả 32 cái. Bắt đầu mình quán hết được bên trong, bắt đầu mình quán ra bên ngoài. Quán ra bên ngoài vậy, quán ra bên ngoài thì mình bắt đầu quán, cũng quán từng cái một. Đầu tiên là phải quán từ người gần trước. Ví dụ mình để ý xem ai ở gần mình, mình nhắm mắt lại mình tưởng này, người này tóc lông móng trong da, da là móng trong tóc, mình quán tóc của mình này, quán tóc của người đó, quán lông móng trong da trên mình này, quán được người đó, là quán ở bên ngoài, quán một người này, xong rồi lại quán đến người khác, cứ quán gần gần, từ những người gần cho đến những người xa. Đấy, bắt đầu mở rộng ra mình có thể quán khắp cả thế giới này luôn. Cứ đưa cái ánh sáng ấy đi, quán ai cũng chỉ là 32 thể trưởng, ai chỉ là 32 thể trưởng, ai là 32 thể trưởng. Đấy là cái quán như vậy. Quán mở rộng bên trong lẫn bên ngoài. Quán ở bên trong thì nó hết tham ái với bên trong. Mình quán cái thân mình là bất tịnh thì mình không còn tham đắm với thân của mình nữa. Nhưng mà mình thấy cái thân của người khác vẫn đẹp à, thì lúc ấy mình quán bên ngoài. Mình sẽ hết tham ái với thân ở bên ngoài. Thế là hết tham ái cả bên trong, hết tham ái cả bên ngoài. Quán cái thân quá khứ cho đến thân tương lai. Lợi ích của quán 32 thể trược này. 32 thể trược này thì được cái lợi ích gì? Chinh phục sợ hãi và chán ghét. Bây giờ mình có một cái gì đó mình cũng hay sợ hãi. Hay sợ hãi. Tại vì mình có thấy cái ta ở trong đấy, cho nên mình hay sợ hãi. Mình hay lo lắng cái điều này, lo lắng cái điều kia. Mình lo lắng cái chuyện này nó xảy ra cho mình, lo lắng chuyện kia nó xảy ra cho mình. Sắp đến trời nóng thì mình lo lắng cái thân này nó sẽ nóng, nó toát mồ hôi, lo sợ. Cái lo lắng này, trời lạnh thì mình cũng lo lắng. Sắp đến mùa đét rồi sợ, rồi là lo sắp mình lo đủ mọi thứ, lo những cái sự nguy hiểm nó sẽ đến cái thân, với cái thân này. Lo biết là mai mốt đi rồi mình biết là bị đói, mình cũng lo. Mai mốt đi mất mùa chết đói, mình cũng lo. Đói khát nóng lạnh, lo cho đủ thứ, rồi là thiên tai bệnh dịch, cái gì mình cũng lo. Đi tối thì sợ ma, lúc nào mình cũng lo sợ. Thì nhưng mà khi mình quán 32 thể trược thì mình thấy chẳng có cái gì mà phải đáng sợ cả. Mình thấy nó tự tại, chẳng có cái gì cả. Cái thân này nó cũng chỉ là mấy cái vật quấy trược thôi. Và có cái sự chán ghét, mình không có cái gì là chán ghét hết. Điều chán ghét thì mình thấy một cái gì xấu là mình thấy nó ghê gớm, chán. Thì mình dùng cái gì nó cũng phải là đẹp, nó cũng phải là sạch. Bây giờ nó có một cái gì nó bừng bừng một cái là chán, cái ghê gớm. Vào trong một cái nhà mà thấy nó cũng nó mục sụp, nó hôi hắm một cái là mình cảm thấy ghê, không thể chịu được, phát luôn phát quạ ra. Nhưng mà cái người quan ta thì trường thì thấy bình thường. Và là mấy cái vật vế trược này nó ở cái chỗ vế trược nó cũng là chuyện bình thường thôi, có gì đâu. Ở cái nhà sạch sẽ cũng được, ở cái nhà hôi hám cũng được, ở nhà vệ sinh cũng được, chẳng sao. Thân của mình nó cũng giống như cái nhà vệ sinh, không có cái gì đâu. Thế là mình mới thấy nó bình thường, nó không có chán ghét cái gì cả, không sợ hãi và nó không chán ghét là vậy. Mình thấy nó bình thường, mọi thứ nó bình thường. Nên là có một cái người nào đó mà 5-7 ngày người ta không tắm, người ta hôi hắm, người ta đem lại bên mình thì bắt đầu bịt mũi lại, ghê gấp chạy ra chỗ kia, hôi quá, để nó chán ghét. Còn cái lúc mà mình mà quán xong 32 thể trược rồi, có cái người hôi hắm lại đến nơi vẫn bình thường, cứ ngồi sát đây. Đây mới là cái mùi thật của cơ thể. Còn cái mùi nước hoa là cái mùi giả. Cái thân mà bất tịnh ô uế mới là cái thân thật. Thế còn cái thân lạnh thân bôi son là cái thân giả. Cái thân đấy là nửa dối không thật. Đây mới là bản chất thật của cái thân. Cũng như vậy, nên là có những lúc mình bận quá, 5-7 ngày hôm nay chưa tắm thấy bình thường. 1-2 tuần, thậm chí cả tháng không tắm thấy bình thường. Chẳng có gì hết, y phục cũng vậy. Trước kia cứ mỗi ngày phải giặt lần, bây giờ 7 ngày, 7-8 ngày giặt lần cũng bình thường. Mình thấy ô uế ở bên trong nó cũng bẩn, bên ngoài nó bẩn cũng là bình thường, có gì đâu mà phải ái ngại. Lúc ấy mình không còn muốn làm sạch, không còn muốn làm đẹp nữa.
thấy ai sạch, thấy ai đẹp cũng thấy bình thường, thấy ai bình, thấy ai bất tịnh cũng bình thường. Mình không chán ghét, không chán ghét, không thấy ghê gớm gì hết. Đấy là cái lợi ích của cái quán ba hai thể trường, cũng như vậy chịu đựng được nóng nặng. Khi mà trời nóng trời lạnh thì mình vì mình tham ái với cái thân này, nó chưa nóng mình đã no rồi, ôi trời ơi nóng quá, phải có ở điều hòa mới chịu được. Hoặc hơi lạnh một tí thôi, trời lạnh quá này thì mình phải đi có nó sửa mới chịu được. Thì cái đấy là do mình tham ái, nhưng còn nóng cái thân này nó nóng, cái ba hai thể trường này nó nóng chứ mình có nóng đâu mà no. Cho nên rằng là nó cứ ngồi cho nó nóng cho nó toát mồ hôi thôi, mồ hôi thôi. Nó cũng là một trong ba hai thể trường, cũng là bình thường. Lạnh thì nó cũng ba hai thể trường thì nó lạnh chứ mình có lạnh đâu mà no. Nó thấy nó bình thường, chịu đựng được cảm thọ về đau điếng. Ví dụ chẳng may mà mình có đau, mình có đạp phải cái gai, mình có bị cắt đứt tay, hoặc là mình có chịu cái gì đó nó đau thì mình cũng thấy nó bình thường. Và cái ba hai thể trường này, bởi vì mình đã từng quan sát, mình đã từng tách rời nó ra, mình đã dùng cái tâm mình tách cái này ra cái kia. Nhưng nên bây giờ nó có bị, chẳng may nó có đứt một ngón tay hay nó đứt một cánh tay cũng thấy nó bình thường, thấy nó bình thường, chẳng có gì nuối tiếc cả. Bởi vì mình đã từng dùng cái tâm mình quan sát, mình tách rời ra từng cái một đây. Tóc là tóc, lông móng răng da, mình đã từng tách rời ra từng cái một. Nên trong cái tâm của mình, nó liền hay là nó rời nó cũng là bình thường. Nên là nó có rụng một hai cái răng nó thấy nó bình thường. Trong tâm mình đã từng quán nó vì tất cả mọi cái này, cái nào nó có ranh giới của cái đấy, chẳng qua là bây giờ nó gom lại với nhau, có lúc thì nó tụ lại, lúc thì nó tán lại, thì đấy là bình thường thôi, không có gì hết. Nó như là một cái cỗ xe, lúc mình ghép nó lại, có lúc thì mình tháo, mình bỏ từng cái một ra. Bây giờ mình có thay cái gì nó cũng là bình thường rồi. Đấy là cái lợi ích và cái thành tựu của cái thiền chứng dựa trên màu của các thân phần. Và nếu mình quán ba hai thể trường xong, mình có thể quán được các kasina màu. Ví dụ như là mình muốn quán màu đen, kasina đen thì mình chú vào màu đen của tóc. Muốn ngành kasina trắng thì mình chú vào màu trắng của xương. Muốn ngành kasina đỏ thì chú vào màu đỏ của máu. Ngành kasina vàng thì chú vào màu vàng của phân hoặc nước tiểu. Mình sẽ quán được các kasina đấy. Lợi ích của cái quán ba hai thể trường, thiền quán ba hai thể trường thì sẽ đắc được định cận hay định an chỉ. Cái thiền thì nó đắc được định gì? Nó sẽ đắc được, nếu quán ba hai thể trường, nếu quán chung chung thì nó đắc được định cận hay. Còn nếu mà mình chú trên từng thân phần một thì nó sẽ đạt được sơ thiền, an chỉ định. Nếu mình mà quán một lúc, mình chung chung cả 32 cái, từ tóc cho đến nước tiểu đến tóc, thì nó đạt được cận định. Còn nếu như mình mà chỉ quán một thân phần một tóc, mà mình chú ở tóc cái thật đâu, thì nó đạt được sơ thiền. Mình chú trên cái gì nó cũng đạt được sơ thiền hết, cả 32 cái đấy. 32 cái sơ thiền, nếu mình chú trên đấy liên tục thì nó sẽ đạt thiền. Mục đích của pháp quán 32 thể trường là để làm gì? Mục đích pháp quán là để làm gì? Mạng khi xưa Đức Phật có một thời Đức Phật dạy cái pháp quán này cho 500 vị tỳ kheo. Đức Phật dạy là hãy quán một thân 32 thể trường, xong rồi Đức Phật bảo thôi, ta sẽ độc cư an tịnh trong 7 ngày. Trong 7 ngày đấy, ta chỉ ngồi ở một chỗ và chỉ có một người đưa thức ăn đến vào giờ trưa, không tiếp xúc với ai. Thì trong 7 ngày đấy, có một số vị tỳ kheo thực hành thiền quán 32 thể trược. Sau khi mà quán, vị đó mới thấy cái 32 cái thân này nó ô uế, nó bất tịnh. Và các cái vị đó nhàm chán, bắt đầu có những cái vị thì tự mình giết mình. Tức là đấy, ta phải xả bỏ cái thân xác bất tịnh này đi. Có người thì thuê người khác hãy giết mình đi. Khi mà Đức Phật giả thiền ra trong 7 ngày thì Đức Phật thấy các tỳ kheo đã giảm bớt đi. Ngài mới gọi Ngài A Nan này tập hợp các tỳ kheo đến đây. Mà hỏi sao tỳ kheo nay vắng. Các tỳ kheo mình kể lại là do các tỳ kheo quán 32 thể trường thấy cái thân ô uế quá, cho nên là các ngài đã xả bỏ cái thân ấy đi rồi. Thế là Đức Phật bảo không được như thế, không có được làm như vậy.
Đức Phật lúc đấy lại quay sang dạy mọi người quán thiền niệm hơi thở. Cái mục đích quán là để nhàm chán, chứ không phải là quán là để từ bỏ nó một cái cách cực đoan, để đoạn trừ dục tham đối với cái xác thân còn sống. Xác thân còn sống, còn những cái xác thân người khác dù nó còn sống, dù cái người đó có trang điểm rất là đẹp, rất là thơm, nhưng mà đối với cái người mà đã thực hành quán 32 thể trược thì vẫn thấy cái thân đó là bất tịnh, thân đây đó là uế trược, không có dục tham đối với cái xác thân, đối với xác thân mà còn sống, không có ai đẹp, không có ai sạch chết, bất tịnh hết, thân này là tứ đại. Sao quán 32 thể trược lại chỉ nói đến địa đại và thủy đại, vậy còn hỏa đại và phong đại thì ở đâu? Thân là thân tứ đại mà, thân là bốn đại, nhưng 32 thể trược chỉ có 20 phần thuộc đất, 12 phần thuộc nước, vậy còn cái phần lửa với gió nó ở đâu? Nếu quán cả bốn đại thì có 20 phần đất này, 12 phần thuộc nước này, 4 phần thuộc lửa, 6 phần thuộc gió, tổng cộng phải có 42 thân phận. Nếu mà quán đủ hết 4 đại thì nó có 42 thân phận. Ở trong kinh giới phân biệt thì mới nói rõ 42 thân phận. Trong 5 cái bài kinh ở Trung Bộ ấy, thì chỉ các cái bài kinh khác chỉ nói 32 thân phận. Có bài kinh nói 31. 31 là tủy với này, não là gộp lại. Nếu mà phân riêng là tủy với não riêng là thì nó là 32. Trong bài kinh giới phân biệt thì Đức Phật nói thêm 10 thêm thân phận. Thuộc về nửa có bốn, nửa tiêu hóa, nửa lớn lên, nửa già đi và nửa nóng sốt. Bốn cái nửa này nữa, ví dụ như là mình ở trong dạ dày, trong bao tử mình nó có cái nửa mà để nó tiêu hóa thức ăn, mình ăn cái gì vào đấy nó cũng tiêu, nó cũng nấu chín được hết, ăn gì vào đấy nó cũng tiêu được hết, dù thức ăn sống, thức ăn cứng, thức ăn mềm vào đấy nó sẽ tiêu, vì nó có cái nửa ở trong đấy thì nó tiêu hóa. Nhiệt tiêu hóa có cái nửa nó làm cho mình lớn lên. Trong cái sắc của mình nó có cái sắc do thời tiết sinh, cái sắc đấy nó làm sinh sôi nảy nở liên tục. Nhờ có cái sắc đấy là mình từ một đứa trẻ nó mới lớn lên được, nửa làm cho một người có thể lớn lên, nửa làm cho một người già đi. Sắc nó làm cho già đi, thì đôi nửa nóng sốt trong cái lúc mà mình bị cảm sốt ấy. Là cái lúc nhiệt đấy nó thái quá. Đấy là 4 phần thuộc nửa, 6 phần thuộc gió ở trong bụng. Có cái lúc mà mình cứ thấy ở trong bụng mình nó sôi đấy là gió ở trong bụng, nó mạnh quá. Gió ở trong ruột, gió ở bao tử, gió hướng lên, gió hướng xuống, gió ở tứ chi. Có lúc gió nó đi lên, lúc gió đi xuống, lúc nào mình bị trúng gió mình cảm thấy nó đau nhức áp ở trong xương, trong tủy, gió nó càng ngấm vào thì bị phong hàn nó càng nặng. Gió bốn chi, tức là khi mình mà giơ tay giơ chân bước đi là nó có cái sức đẩy của gió, gió nó có cái sự hỗ trợ nó đẩy. Chứ bây giờ mà gió mà nó không đi vào với các chi là mình sẽ không thể cử động được. Mình muốn cử động thì cử động được, nên là mình nhờ có gió mình mới cử động được. Thì trong thân mình nó có bốn đại. Và sở dĩ là như vậy thì khi mình quán thì bởi vì cái nửa với cái gió này mình không thể quán được cái tính bất tịnh của nó có những 32 cái kia thì mình thấy được tính bất tịnh của nó, nhưng mà cái nửa này có ai quán được nửa bất tịnh nhỉ? Nửa nó chỉ là nửa thôi, không thể càng được bất tịnh được. Gió nó chỉ là gió thôi, mình không thể thấy được cái bất tịnh của gió, cho nên là 10 cái thân phận này mới không có gộp vào cái 32 thể trưởng, mà nó được tách riêng ra thành giới phân biệt, hay nó được tách riêng ra. Khi nào quán tứ đại thì mình quán đến những cái này. Trong thân có hai cái đặc biệt là gió và nửa, mình không thấy được cái bất tịnh của nó, còn đất và nước thì mình thấy được cái tính bất tịnh của nó. Bây giờ một cái ngọn lửa đốt một cái vật thanh tịnh với một cái ngọn lửa mà đốt một cái vật ô uế thì hai ngọn lửa nó có khác nhau không? Nó cũng giống nhau, nó cũng là lửa hết.
Tại sao phải quán các thân phần tóc lông móng răng ra ra đau nóng lông tóc trong lúc cạo đầu khi làm lễ xuất gia? Khi mà làm cái nghi thức làm lễ xuất gia là một cái người giới tự là bắt buộc phải trong lúc cạo đầu là phải quán tóc lông móng răng ra đau nóng lông tóc, bắt buộc phải quán cái đấy. Quán cái đấy là để cho những vị đã đầy đủ các ba la mật sẽ chứng đắc đạo quả ngay trong lúc cạo đầu. Vì trong quá khứ đã có rất nhiều người có cái sự chứng ngộ cái kiểu này trong cái lúc cạo đầu, vừa cạo đầu vừa quán tóc lông móng trong da, và cái vị đấy có thể đắc được các đạo quả. Có vị nhãn giao thứ nhất cạo cái thứ nhất đắc được sơ quả, cạo cái thứ hai đắc được nhị quả, cạo cái thứ ba đắc được tam quả, cạo xong hết cái mái đầu là đắc được quả A-la-hán. Thời Đức Phật đã có rất nhiều người như vậy, đặc biệt là như là có vị tôn giả Sivani là cái người có tài lộc đệ nhất, lúc lên 7 tuổi cạo đầu, cạo xong là đắc được quả A-la-hán. Cho nên là trong Phật giáo bây giờ cũng vậy, cứ đến lúc cạo đầu là phải niệm. Nên là ai bây giờ mà muốn đi xuất gia thì phải học cho nó kỹ mà. Đến lúc cạo đầu thì nhớ niệm, nhớ quán như vậy, quán xong một cái là đắc đạo ngay thì tốt nhất. Còn ai không tin thì cứ thử xem một lần, biết đâu mình có đủ ba la mật thì sao. Ba hai thể trược là đề mục thiền định, tại sao lại có thể chứng được đạo quả trong khi thực hành thiền định? Tại sao mà đang thực hành thiền định lại đạt được đạo quả? Để câu trả lời, vì khi quán ba hai thể trược là định, lấy định đó là nền tảng, vì đó tác ý đến sự vô thường khổ vô ngã của thân ngũ uẩn này, vì đủ ba la mật nên danh sắc trần đế nó sinh lên rồi diệt đi ngay tại đó, vì đó chứng đắc đạo quả, chứ không phải là hành thiền định mà đắc được đạo quả. Mà đây là cái lúc mình quán ba hai thể trược là lúc ấy nó sẽ đắc được sơ thiền hoặc là đắc được cận định, thì nhờ cái năng lực của cái định đấy thì bắt đầu vị đó mới thấy cái danh hoặc cái sắc nó sinh lên nó diệt đi, thì vị đó mới thấy được cái sự vô thường của vô ngã của danh hoặc của sắc hoặc của danh sắc, thì cái vị lúc đấy vị đó mới giác ngộ cái pháp nhãn ni trần, cái pháp nhãn thanh tịnh à, thì nó mới khởi lên pháp gì nó sinh lên nó diệt đi, vị đó giác ngộ ngay cái lúc đấy, vị đó giác ngộ là tất cả các pháp sinh lên thì phải diệt đi, thì nó là vô thường. Cái gì vô thường cái đấy là khổ, cái gì vô thường khổ cái đấy không phải là ta, không phải của ta, phải tự ngã của ta. Thế là mình nói giác ngộ được tứ thánh đế. Cách thức tu tập Kasina dựa trên màu của ba hai thể trược là như thế nào? Kasina trắng thì nhập vào tứ thiền hơi thở suốt, rồi quán ba hai thể trược bên trong bên ngoài để tâm vào màu trắng của xương sọ hay răng của mình và người khác và niệm trắng, cho đến khi nimitta tướng xuất hiện thì để tâm ở nimitta đó và tiếp tục niệm trắng. Khi tưởng tượng mạnh mẽ thì mở rộng tưởng tượng khắp không gian, rồi chú tâm vào một điểm ở trước mặt và phát triển định vào các tầng thiền giống như đã thực hành với thiền hơi tập. Tức là mình lấy cái màu trắng của bộ xương, chú tâm vào màu trắng của bộ xương thì lúc đấy sẽ phát triển được thiền kasina trắng. Lúc đấy mình không cần phải đi làm cái mỏng tròn trắng nữa, mà nhìn vào cái màu trắng của bộ xương. Muốn hành kasina vàng thì chú tâm vào màu vàng của nước tiểu hoặc là phân. Lúc đó mình hướng tâm vào cái bên trong mình được, bên người khác được, nước tiểu có màu vàng, phân cũng có màu vàng, cái niệm vàng, thì cái người đấy mình sẽ thấy cái nimitta nó xuất hiện, phát triển được thiền kasina vàng. Muốn đen thì mình muốn tập kasina đen thì mình tập trung vào màu đen của tóc và niệm đen, cho đến khi xuất hiện nimitta thì phát triển và các cần thiền màu đen, đây là kasina đen. Đen thì nó đen kỹ, đen như thế kasina đỏ. Quán ba thì trước rồi nhập và tập trung vào cái màu đỏ của máu và niệm màu đỏ cho đến khi xuất hiện nimitta rồi phát triển và các tầng thiền, đấy là phát triển các tiền kasina đỏ. Vậy thực hành các cái kasina này để làm gì? Các kasina này
Ví dụ như là một người thực hành các xin giá màu trắng, thì sau này cái vị đó muốn phát triển thiên nhãn thì vị đó sẽ dùng cái màu trắng đấy làm thiên nhãn, vì đó có thể mở rộng cái ánh sáng trắng đấy ra, vì đó sẽ thấy được chư thiên, thấy được cõi địa ngục, thì đó có thể thấy được các cái cảnh vật ở xa. Nhưng mở rộng đi đâu, cái thiên nhãn nó sẽ dựa trên các sinh ra trắng, các sinh ra ánh sáng và các sinh ra đường. Các sinh ra trắng thì dùng làm nền tảng để thực hành thiền Vipassana, mình thấy danh sắc nó cũng dễ dàng. Các sinh ra vàng, ví dụ một người mà hành các sinh ra vàng thì sau này mình có thể khi nào mình, cái người đó mà luyện thần thông chẳng hạn, muốn biến cái gì đó thành vàng, vì nó biến được nó thành vàng. Để bị một đó mình nhìn thấy cục đá bên đó mà biến thành vàng, vậy là nó sẽ biến thành vàng. Nhờ có cái tu tập ca sinh đá vàng. Trước kia có một cái vị tỳ kheo đang đi trên đường, nên là có một cái đứa trẻ con nó khóc, nó đòi mẹ nó mua cho con cái vòng. Con bé này thì người mẹ nghèo không có tiền mua, nên là vị tỳ kheo hỏi con bé đòi cái gì, nhưng này nó muốn đòi cái vòng không có tiền mua cho nó. Và hãy lấy một ít mấy bông hoa đây xiên thành cái vòng đi. Nên là cái người này làm như thế rồi đến vị tỳ kheo đó mới nhập thiền rồi. Vì quyết định vòng hoa là biến thành vàng, thế là cái vòng ấy nó biến thành vàng, thế là đưa cho con bé nó đeo. Thì con bé này nó đeo vàng thì những cái người khác bảo à, con bé này nhà nghèo làm gì có cái vòng vàng để đeo, chắc là nó đi ăn trộm về. Thế là lại báo lên vua, thế là vua bắt hết cả nhà và ra để điều tra xem là cái nhà này nó đi ăn trộm vàng ở đâu. Thế nên là ngày hôm sau vị tỳ kheo thì mới đến cái khu nhà đấy, đi qua cái khu nhà đấy đi khất thực, thì thấy nhà vắng, mới hỏi những người hàng xóm nhà này đâu hết, mới bảo là nhà này bị vua bắt hết rồi về tội ăn cắp vàng. Nhà vị tỳ kheo này mới biết chuyện, mới đi vào trong cung vua xin gặp vua. Thế là người này, vua Tần Bà Sát A mới ra hỏi ngài đến đây để về việc gì, và tôi bây giờ muốn cho vua xem một thứ, đó là tôi sẽ biến cả cái cung điện này thành vàng. Thế là vị tỳ kheo đấy nhập thiền xong là xuất thiền, quyết định tất cả cái cung điện của vua biến thành vàng, tất cả cái cung điện nó biến thành vàng hết. Thế là vua hiểu là thế thì cái vàng mà con bé kia nó đeo cũng là do ngài biến ra. Thì lúc đấy nhà vua mới thả hết những người nhà suýt nữa thì bị oan. Thì là một cái tụ tập các cái ca sĩ đá nó có thể biến ra được màu như vậy, muốn biến thành màu đen hay biến thành màu đỏ vì nó có thể biến thôi. Còn nếu mà muốn biến được ra đất, nước, lửa, gió thì phải tu tập các cái kasina khác, như là tu tập kasina đất thì vì nó có thể biến ra đất, nước, lửa, gió thì phải tu tập đầy đủ cả 10 kasina. Đấy là phần tu tập về thiền định, về các cái kasina. Thì tất cả những cái này nó đều là thuộc về thiền định. Trong cái quán 32 thiền trường này nó cũng là thuộc về thiền định. Thì trong đó nó có 40 cái đề mục thiền định. Thì cái việc mà cái thiền cái 32 thiền trường này thì nó cũng được chung cho một cái thiền gọi như là thiền bộ xương. Trong thiền bộ xương thì nó cũng có 32 cái thiền trường này. Thiền trường nó cũng thuộc về hoặc là thiền bộ xương, hoặc thiền 32 thành phần. Một cái người mà đắc được tứ thiền hơi thở rồi thì quán về các cái thể trường nó rất là dễ, mình muốn thấy cái gì nó cũng dễ. Còn một người mới bắt đầu thực hành thì nó hơi khó hơn, thì vì nó cứ thực hành phải thuộc hàng từ năm cái một tóc lông móng đang ra, thì nó cứ để tâm vào mình là quán tóc nó móng ra 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 móng một tóc, cứ quán đi quán lại như thế rồi dần dần nimitta nó cũng xuất hiện, là cái ánh sáng nó xuất hiện. Dưới cái ánh sáng đấy thì vì nó mới thấy rõ được tóc nó móng đang ra, thì bắt đầu vì đó mới quán đi quán lại, quán hết cả 32 thể trược rồi. Sau đó vì đó mới tập trung vào màu trắng, vì đó mới phát triển thiền kasina trắng, tập trung vào màu đen vàng đỏ này, vì đó phát triển các cái kasina này. Sau đó vì đó mới đến cái đấy là nền tảng để tu tập thiền tuệ. Thế, và để đạt đến cái sự chứng đắc niết bàn, đấy là cái lợi ích của cái pháp hành thiền, quán 32 thiền trường.
Yamme Punyam Asagwa Padam Vahamutu Yamme Punyam 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 Yamme Punyam